thưa quý vị thay vì 10 ngày một lần, Bộ Công Thương đề xuất phương án rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu còn 7 ngày, cố định vào thứ năm hàng tuần trừ 3 ngày nghỉ Tết nguyên đán. Cụ thể theo nghị định 95 hiện quy định thời gian điều hành giá xăng dầu bán lẻ trong nước giữa hai kỳ là 10 ngày vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng cho rằng thời gian này vẫn phù hợp, không phải là nguyên nhân thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trong thời gian vừa qua, nhưng sau khi tham khảo ý kiến của các bộ ngành và doanh nghiệp, liên bộ Công thương, Tài chính vẫn đề xuất hai phương án thay đổi điều chỉnh giá. Phương án 1 là giữ nguyên thời gian điều hành giá như hiện nay, tức là 10 ngày một lần vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng. Phương án 2 là rút ngắn thời gian điều hành công bố giá xăng dầu xuống còn 7 ngày đưa ra quan điểm Bộ Công Thương chọn phương án rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu xuống còn 7 ngày và vào thứ năm hàng tuần, không kể ngày nghỉ lễ, trừ trường hợp trùng vào ngày Tết Nguyên đán thì sẽ được điều chuyển sang ngày mùng 4. Tuy vậy, Bộ Công Thương cho rằng việc rút ngắn xuống 7 ngày này cũng có nhược điểm là thời gian nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, từ lúc đặt hàng tới khi về đến cảng khoảng 10-15 ngày, nên khi thị trường bất ổn theo xu hướng bất lợi doanh nghiệp sẽ lại có ý kiến bởi việc này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp vì họ khó đoán định được giá trong nước khi nhập khẩu xăng dầu nhất là lúc chu kỳ giá đi xuống